hướng dẫn sử dụng template đập chuột. Trên EDU Live, template đập chuột là một nội dung mẫu về trò chơi tương tác. Bạn hãy đọc thật kỹ câu hỏi và chạm vào các chú chuột cầm kết quả. Nếu đúng sẽ được thưởng điểm. Với bộ template này bạn có thể tạo các hoạt động tổ chức dạy học như trò chơi theo nhóm hoặc cá nhân. Để chỉnh sửa nội dung, thay đổi câu hỏi và đáp án, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào nút thêm slide ở góc dưới bên phải. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là đập chuột. Rồi bạn ấn Enter để tìm kiếm. Bạn chọn vào template đó. Tiếp tục bạn chọn nút thiết lập góc dưới bên phải. Sau đó sẽ hiện ra bảng thiết lập, bạn sẽ thay và chỉnh sửa nội dung ở bảng này. Trong bảng thiết lập này là bộ câu hỏi và đáp án. Cột đầu tiên là nội dung câu hỏi, ví dụ mình thay bằng câu hỏi về lịch sử. Cột thứ hai là đáp án đúng tương ứng của câu hỏi. Cột 3, 4, 5 sẽ là các đáp án sai, gây nhiễu. Và cột cuối là điểm cho câu hỏi, dùng để phân cấp độ khó. Tương tự như vậy, mình thêm các câu hỏi và đáp án. Bạn có thể chọn dấu cộng để thêm nhiều hơn câu hỏi. Còn nếu muốn xóa câu hỏi thì chỉ cần chọn vào dấu X ở đầu dòng. Cuối cùng, bạn đã chỉnh sửa xong thì bạn hãy chọn nút áp dụng. Chúng ta cùng xem thử. Chạm vào các chú chuột cầm kết quả, nếu đúng sẽ được thưởng điểm. Việc sử dụng template sẽ giúp mất ít thời gian soạn giảng, mà vẫn có những nội dung chất lượng. Hãy chuyển các ý tưởng của bạn thành bài giảng hấp dẫn trên EDU Live. Chúc bạn thao tác thành công! EDU Live.